Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh HQT Vlog. Hãy bấm nút subscribe để theo dõi kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Hello, xin chào mọi người. Lâu quá rồi Thạnh không có làm video trên cái kênh HQT Vlog. Hôm nay bà xã của Thạnh cho một cái đà mới. Mọi người cùng với em mở cái đàn để vui nha. Hồi nãy cái ông mua điện, ông bấm chuông nè, bây giờ thấy cái đàn đâu. Mọi người cùng với em ra nhận cái đàn nha. Mọi người gỡ ra đây. Để đây nè, thẳng nhắn đây. Ông cái đàn. Đây, cái đàn này. Đây là một cái đàn cũng là niềm mơ ước của rất là nhiều người. Và Thành cũng vậy. Hiện phải lo đàng hoàng nghe mọi người. Quốc tịch Mỹ đó. Quay xíu cái hộp cho mọi người xem chơi. Đem về thì Thành thấy nó cũng không có hài lòng lắm. Thì cái hộp này nó quá dưa đi. Đây. Tại là đây. Sản xuất tại Mỹ. Hộp nó dừa quá, đưa cái nếu mà mua Amazon thì chắc có lẽ là sạch hơn. Ở đây bưu điện Mỹ nó gửi, nó lại không có sạch. Và mình thấy mua mà tới 6 ngày mới vận chuyển lại, 6 ngày mới tới. Cái này nó đi từ ngoài hết xung quanh thử cái hộp đó. Bình thường cái hộp này nó sạch sẽ lắm, mình mua hàng trước đây mình mua cái loa thùng này nè, rất là đẹp. Tại là mình thấy bây giờ coi cái hàng này gì thấy không có hài lòng lắm. Đây cái đàn đây là series 4, được biết series 4 với series 3 với series trở lên là làm tại Mỹ, còn series 1, 2 thì làm ở Mexico. Cái thương hiệu Taylor này hình như chỉ có Mexico với Mỹ thôi. Series 4 thì cũng khá là mắc tiền. Rồi bây giờ mời mọi người cùng với Thạch mở hộp nha. Cái hộp này nó cứng lắm. Ồ, cái tờ giấy này cắt nó dễ. À ơi, cho con mượn cái kìm mà mở coi. Ồ, cảm ơn con. Đây. Cái này nó làm kỹ lắm. Đây. Quay vô đi coi con. Đây, quay vô đi con mở. Mở thôi. Khui thùng. Đây. Cái cảm giác mà đập hộp sướng lắm, gọi là đập hộp á. Ở Việt Nam gọi đập hộp, ở đây Mỹ gọi là hộp bắp. Ôi cha, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Mình còn sao mà lâu ở đây đây nữa. Đây. Ôi, đây. Ôi, đây. Rất là cứng cáp. Rất là đẹp thì có hộp ra coi. Hộp ra mình bỏ nha. Hộp này cắt qua một bên. Bây giờ mở bao ni lông ra ha. Bây giờ tới tiếp cận gần em. Gần em ấy. Cái đàn này vững chãi lắm mọi người. Cái hộp này là thấy chưa? Này, hộp này rất là cứng. Này nói vậy chứ họ đứng lại chắc không sao. Đây. Giờ ở đây. Không à, bấm đây được nè. À cái đây không cần cắt. Bấm và đẩy cái dây nó ra. Ồ. Tại cái dây này giống như cái dây rút á. Mình bấm vào đây nè. Đó, thêm mình ra nè. Đeo. Đó, đứng lên nè. Nhìn nó lại giống nè. Ui, hộp này, đó, bằng chóe chưa. Hộp này của Taylor luôn nha. Không phải hộp của bác. Thật là đẹp. Quá đẹp đi. Cái này là giá 2.400 đó mọi người. Giá 2.400 mà thuế nữa là hơn 2.500. Ở Việt Nam là gặp sắp 70 triệu rồi.
cẳng cảnh cái hộp chưa mở nè. À, ở đây nó có ba cái chân thì chắc ở đây là cái đế rồi. À, chưa coi kỹ. Và cái chân này để nằm ở dưới đất đây chắc. Nó gần một tí chưa? Ở ngoài họ sửa xe nó thành nó ồn. Bằng đồng thau. Có chỗ không? Chỗ đây là cái logo của Taylor. Một cái chốt này. Này cũng cứng cáp lắm. Cái đây là em chỉ mở hộp thôi. Chứ không có review, tại vì mình cũng không biết gì mà review. Đi ra thì mở hộp thôi, từ nãy là khui thùng. Cái bài này là sướng lắm mọi người. Cái này đã lắm, nó hình như là massage. Nó sẵn đã lắm. Quá, cái hộp này quá tuyệt vời. Bây giờ mở trong nha. Mở cái trong hơi hồi hộp tí. Mở ra này nó, đây phải chốt này. Cũng nhẹ nhàng lắm. Phía sau có một cái nè, đi như vậy thì đứng cho con cái. Rồi mở ra, cuối từ từ nha. Đây. Wow, trời ơi. Đẹp quá, vừa khích luôn á. Cái này nè, không? Màu nè, quá đẹp luôn. Y như nhung rồi. Ở ngoài thì sạch với massage, còn ở đây rồi chất lòng nó mượt lắm, đã lắm. Nó có củ cu đi này, nó phù hợp với cái đàn này nữa. Còn cái đàn này nè, nó sát luôn, xích luôn. Đó, khích luôn, đã quá luôn, quá đẹp. Điện tác của Taylor đây. Đó, giờ rút ra thử nha. Ồ, cái này nó cứng lắm. Sát, khích luôn, bóp. Gọi là bóp. Ồ, ring ring nè. À, quá đẹp. Không ngờ là mình coi đứa trước mà coi điện mạng thấy không có đẹp, mình đem về đây thì thấy nó đẹp hơn cái hình trên điện mạng. Cái là cảm nhận được. Quá, đẹp quá. Đây, để mở ra. Có hộp cho mọi người thấy một tí nữa. Có hộp này, đã chưa? Sạch trưng, rất là đẹp. Rồi, bây giờ đóng cái hộp này lại nha. Bỏ này. Mọi người thấy đẹp không? Rất là bóng. Phía trước là bóng nè, bên hông là bóng luôn nè. Phía sau là bóng nè, bóng hết. Hai năm trước 2018 thì phải là thằng Taylor nó làm một cái hệ thống mới là nó thành dạng UV. Là kêu là mới là tiếng đàn nó to hơn và nó rõ hơn, và các khi mình đánh thì nó nốt nó không có bị nhòe, nó không bị lẫn vào nhau. Đó là cái thành dặn kiểu mới của họ, đó là một báo cáo vậy. Mình thấy rất là mắt hơn á. Trước đây thành dặn là chỉ ít, đa số cái đàn hiện nay họ làm thành dặn, tức nghĩa là cái mặt trước á, mặt trước của cái đàn là nó dặn, nó có những cái thành dặn nó làm bằng chữ ít. Còn chữ là V thì nó có cái thời gì đó mà nó làm tiếng to rõ và nốt nào rõ nốt đó, đó là một báo cáo vậy đó. Bây giờ quay cận cảnh nhìn từ trên xuống xem cho vui. À, mọi người thấy rất là thanh mảnh phải không ạ? Thành thích cái đàn này. Cái đàn này là dáng A đây, dáng Grand Auditorium này. Có một cái dáng D thì nó bự hơn nữa, cái thùng nó bự hơn. Rồi có một cái dáng A nhưng mà nó nhỏ hơn chút là dáng Concert đó, Grand Concert vậy đó. À, mình thích cái dáng này. Thì nhìn vào là mình biết cái đàn Taylor liền nè. Nhất là cái con ngựa đó, cái hình đặc trưng lắm. Quay cận cảnh mọi người. Ở trong nó có con tem của Taylor ở trong đó nữa ha. À, mình thích cái miếng chặn này nữa nè. Cái miếng này là coi như là màu sắc nó là màu sắc của con đầu mồi đó. Nó có cái gỗ này nè, cái gỗ của cái này thì nó làm bằng gỗ gì? Gỗ mun đúng rồi. Mahogany đó, gỗ mun. Ở trên này là Taylor, hiện tượng có một cái số đàn đó, nó mới biết tấu nữa. Đó, rất là đẹp, cái kiểu này thì nó lại họa tiết kiểu viên á. Có cái đây thì nó mắc hơn chút nên nó làm thêm cái ngôi sao gì đây. Đó. Tí họa tiết tí. Mấy cái kia thì nó làm cái chấm thôi. Ở đây nó làm thêm một tí. Đó, còn cái gỗ này nữa là Sikaru gì đây. Cái gỗ này thành biết cái gỗ này là ở vùng Alaska của Mỹ á, vùng lạnh lắm. Qua một tí phân cảnh. Cái gỗ mặt hông này nè. Và phía mặt sau nữa là Ovancore gì đây của châu Phi. Nó giống cái gỗ của Ấn Độ Indian Rosewood á, giống cái gỗ cẩm lai đó. Những cái gỗ này thì nó rẻ hơn cái gỗ Rosewood một tí. Quay mọi người xem chơi. Quay hết thì hông thôi nè. Hông phía sau. Vòng
ai có dự định mua thì cũng thấy mở hộp cho vui. Quay cận cảnh cái hệ thống pickup của Taylor đây. Cái hệ thống này Taylor đặt tên là Expression System 2. À, còn gọi là đột phá của Taylor. Nhưng mà mọi người thì nói cái hệ thống này thì nó không có bằng của Pikmin. Nếu mà mua EQ của Pikmin thì nó hay hơn. Nhưng mà Taylor họ muốn làm riêng cho họ. Họ bảo là cái hệ thống này nó thu âm rất là trung thực. Cái đàn người ta mọc sao thì nó ra như vậy. Rồi họ có cải tiến đó, họ cũng là một cuộc cách mạng. Nó giống như là về pressing, giống như cái thanh giặc kia về đó. Và phía sau này họ nói là họ bỏ ba cái thanh thu âm này pickup, ba cái chốt pickup nó bỏ phía sau, chứ nó không có bỏ dưới. Mấy cái thanh, mấy cái hiệu khác thì nó bỏ dưới, mà cái đây nó bỏ bên hông á, nó theo thu tốt âm thanh hơn. Mình cũng không biết sao mà nghe vậy này. Đấy, mặt sau hồi nãy nói là oven core đây. Đó, thì cái mặt hông hồi nãy nè, mặt hông oven core này. Đó, nó bóng rồi. Bóng nổi bóng lên luôn hả. Hai mấy cái mép thì nó làm bằng nhựa trắng, rất là mặt cảnh là cận cảnh như nhựa trắng rồi, chỉ có mấy nhựa thôi. Đó, cận cảnh rất là bóng. Gỗ Albencore này là gỗ cẩm lai, cẩm lai châu Phi. Còn Rosewood là cẩm lai của Ấn Độ. Còn cái thanh tiền đài em quên mất rồi. Thì thanh tiền đài nó làm satin, bóng mờ thôi chứ không có bóng. À còn cái này nữa, còn cái này là cái bộ khóa riêng của Taylor, rất là độc đáo. Đây có chữ Taylor đây nè. Nó không có đinh bắn vào ha. Như cái đài kia của em thì em thấy có đinh. Đây nó che luôn, rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Thôi nãy giờ em mở hộp khui thùng rồi đủ măng mê rờ mó rồi. Chưa có ôm thôi, để giờ cho ôm cái em. Chà, nhỏ nhắn vừa tầm với mình ghê luôn á. Quá đã mọi người. Đây là cái kỷ niệm của Thành. Thành quay cái video này cho nó vui. Hồi nãy giờ không có đánh hả? Không đánh không biết tiếng là sao. Thật sự là tại vì mở hộp thôi nên không có review, không có gọi là đánh thôi. Đánh thử âm thanh nha mọi người. Âm thanh mọc thử nó to hơn cái kia không? Âm thanh rất là to so với cái đời này nè. Cái đời này nó nhỏ hơn. Gõ thử mọi người tiếng ra là sao. Âm ly vô sẽ nó hay hơn. Tao đang đánh lại cái đàn đài thử nó tiếng nó ra sao. Cái này thì vẫn chưa, hồi nãy đánh nhưng mà vẫn chưa tăng âm lại, vẫn chưa chỉnh lại đây đàn như thế nào. Cái đây cái đời cũ của mình nè. Cái đàn đài thì gỗ này là gỗ Sida. Nó ấm nó hay chứ không phải là gỗ thông Sida. Cái đàn này đánh thử. Không biết là mọi người thấy cái đàn sao, để đánh ai liền không? Y như cũ hả? Tiếng bắt là hai. Cái đời này thì cũng gỗ không á, chứ không có băng ép. Thì nó vỡ tiếng nào tiếng nào hai. Ở đây mình không có cái tăng âm như thằng này. Mình mua thêm cái Fitman cắm vào bắn chơi, chứ có lẽ là bắn chơi cái đời này thường xuyên thôi. Nhưng mua thêm cái này nè. Thật sự cái đời này nó có giảm giá thì mình cũng mua nữa. Chứ không tới giá đó. Thôi Thành cảm ơn mọi người đã coi video này cho tới phút này. Hy vọng là mọi người có những cái giây phút vui vẻ, hát hò rồi cho vui. Cuộc sống cũng có bao lâu đâu mọi người thì hát đàn hát cho nó vui vậy thôi. Thì cái đàn này thì cũng nói rồi, nó cũng không có phù hợp với người chơi con amateur như em, cũng dở lắm. Nhưng mà nói cái tiếng thì cảm ơn mọi người đã xem video này. Chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn có những ngày thật là vui vẻ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.